nhân kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển, ngày 2 tháng 12, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt phối hợp với Báo Tuổi Trẻ tổ chức hội thảo phát triển du lịch, chủ đề du lịch xanh phát triển bền vững và tổng kết 20 năm triển khai chương trình nhãn hiệu xanh trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Tham dự hội thảo có gần 150 khách mời, gồm đại diện lãnh đạo thành phố Đà Lạt, các sở, ngành của tỉnh Lâm Đồng, Khánh Hòa, các chuyên gia về du lịch, nghệ thuật, các doanh nghiệp ngành du lịch, hàng không, lữ hành, lưu trú. Thời gian qua, phát triển du lịch xanh, bền vững đã trở thành mục tiêu quan trọng của thành phố Đà Lạt. Mục tiêu được đặt trên cơ sở khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường du lịch. Đà Lạt đã và đang tích cực triển khai các quy hoạch, chiến lược du lịch. Trong đó, tập trung xây dựng Đà Lạt trở thành một trong những đô thị du lịch xanh của cả nước, cả về môi trường cảnh quan và môi trường xã hội. Với các sản phẩm du lịch xanh dựa trên tiềm năng, thế mạnh của địa phương, như du lịch sinh thái gắn với trồng rừng và bảo vệ rừng, du lịch sinh thái gắn với tham quan các di tích lịch sử, cách mạng, di chỉ khảo cổ, du lịch kết hợp khám chữa bệnh, du lịch gắn với giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, du lịch hội thảo, hội nghị, du lịch gắn với huấn luyện thể thao, du lịch gắn với nông nghiệp công nghệ cao. Từ đó, Đà Lạt không chỉ là nơi để du khách đến thư giãn, mà còn là nguồn cảm hứng cho những người yêu nghệ thuật. Sự hài hòa giữa khí hậu mát mẻ, không khí trong lành và bức tranh lãng mạn vùng cao nguyên là yếu tố giúp Đà Lạt thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm. Tại chương trình, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận về chủ đề Đà Lạt phát triển du lịch xanh, du lịch bền vững, như bảo vệ môi trường, hạn chế thấp nhất tác động đến môi trường kinh tế, văn hóa xã hội, môi trường sinh thái tự nhiên và tái tạo môi trường mà còn yếu tố tăng trưởng xanh. Đồng thời, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại để sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, giảm phát thải khí nhà kính, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần xóa đói giảm nghèo và tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế một cách bền vững. Nhân dịp này, Báo Tuổi Trẻ đã trao giải nhất, nhì, ba và các giải khuyến khích cho các hiến kế hay, đạt giải trong diễn đàn hiến kế cho du lịch Đà Lạt. Và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt cũng đã trao biểu trưng cho 45 đơn vị đạt chuẩn nhãn hiệu xanh năm 2023. Biểu dương 22 đơn vị có thành tích xuất sắc qua 15 năm và 20 năm liên tục thực hiện chương trình nhãn hiệu xanh trên địa bàn thành phố.